Vâng, thì theo yêu cầu của anh em thì em xin ghép con dê đen Lắc Man mô đen 3525 mã. Có lẽ trong clip trước em test giới thiệu rồi. Máy rất là đẹp. Thì trong clip này thì theo yêu cầu của anh em thì em xin test cái dê đen này với cặp loa tai loi Incuse 15 bát 40. Đấy, thì mời toàn thể anh chị em chúng ta cùng thưởng thức. Trong clip này thì em xin test cái nhạc nhạc vàng. Test nhạc vàng cho anh em. Chàng từ khi vào nơi gió cát đêm trăng này nghỉ mát phương nào xưa nay chiến địa nhường nói không muốn dằm xiết bao dài tốt anh chị em nhé. Cặp loa này thì nó độ nhạy nó 94 dB, trở kháng 8 ohm. Anh chị em vặn nhỏ hết volume vẫn là đang nghe nhạc, không có một tiếng xôi tiếng xì nào, dề gì hoạt động ngoài nào, không có một tiếng xôi tiếng xì nào. Tình đầu kết thành duyên mong ước, mấy khi tình đầu kết tròn mộng đâu anh, xin từ giá đường phố trắng mưa mau làm chim bay mỏi cánh nước mắt đêm tạ tung
35-25 nghe rất hay anh chị em ạ. Máy rất là đẹp, nguyên zin, chạy 7 bóng thì 16 bóng 12AX7 và một bóng 12AU7, tất cả nguyên zin theo máy. Con dề này thì hiện tại bên shop em đang bán ra với cái giá là 23.500.000 đấy. Anh chị em có nhu cầu thì có thể alo cho em theo số 0904997890. Clip thì em cũng xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn toàn thể anh chị em đã quan tâm theo dõi kênh Tết âm thanh của Boombox Audio. Xin chào và xin hẹn gặp lại.